thành gói bánh chưng truyền thống. Mình sẽ đi, đi vô nhà này, vô nhà đi. Đây là cảnh trung bánh nhà này. Đây là ngò, là ngò truyền thống gói bánh chưng của Thiêm Tám. Hồi giờ Thiêm làm là cái ngò bánh gói bánh này bao nhiêu năm rồi? Chắc cũng 20 năm rồi ạ. Trên 20 năm rồi, lâu rồi. Mẹ ngò truyền thống từ mẹ sang con. Thiêm làm những ngò này. Rồi Thiêm bán, Thiêm gói một ngày được bao nhiêu, một lần bán được bao nhiêu chiếc bánh vậy? Bao nhiêu một chiếc? Lần bé được 100 chiếc nhỏ, còn ngày Tết thì bánh tét. Chân lớn còn đây thì ngày thường là bán cái bánh này là giờ mình đang cung đoạn vô vô bánh rồi vô nếp rồi vô và vô thịt, cho nhân vô vô ở giữa trên đậu xanh dưới đậu xanh trên đậu xanh thì bánh nó mới được ngon, nó có độ mềm vừa có thịt nạc và thịt mỡ là nó mềm. Vô bánh nó chín lên được ngâm cỡ nửa tiếng thôi, nửa tiếng ngâm nếp rồi cái đậu xanh này đậu mình... xanh thì ngâm rồi vấn đề kia rửa sạch sẽ và lên hấp hấp hơi đấy rồi bỏ vô xào gia vị đầy đủ rồi thịt đây cũng gia vị thịt đây thì xếp ướp gia vị đầy đủ nguyên liệu đủ, đầy đủ, nói chung là gia vị đầy đủ. Là cái bánh cái nhân nó ngon ha, nếp nó chín mềm, nhân ngon và màu bánh thì nấu xanh. Nấu thì 4 tiếng. Vậy là một người ăn buổi sáng chỉ cần một cái bánh là đủ, cái bánh điểm nghe tâm đủ đó là một. Buổi sáng ví dụ người đi làm thợ hay làm công gì chỉ cần ăn một cái chiếc bánh. Hàng trả là ngon, trả là rẻ hơn bánh mì rồi. Mà nó nhanh tiện ngon hả? Thôi mất thời gian đi bán đi rồi. Giờ giờ đây là 2-3 ngư là giờ là 4 đến ké đi cầu ké rồi là ăn miếng vô tư rồi. Giờ là nó tiện nó nhanh. Nhà mình ngồi cái bánh này còn bánh nữa không? Ngồi bên đây còn bánh nạm. Bánh nạm nữa, bánh nạm chân nào gối ra. Bánh tét, bánh chân lớn, trời người ta đẹp hay đấy. Đúng rồi. Đây là bánh nhóm, bánh tét. Ở đây gọi là bánh chưng hả không? Bánh chưng. Bánh chưng. Thử thích là thử là bánh tét, bánh chưng lớn. Là bánh chưng, bánh dê. Đây là truyền thống của thờ vua Hùng Vương à. Là thử thích bánh chưng bánh dê. Nhưng mà giờ nghề thường đây là nghề thường gói gọi còn vài trăm chiếc à. Để bán cho người ta ăn điểm tâm và buổi sáng. Ngờ đây truyền thống là 20 năm rồi. 20 năm rồi. Trên 20 năm. Cái này... Làm từ thời 80 rồi đâu giờ mà. Lâu rồi. 37, 38 năm giờ đựng luôn 20. Cái đây... Đúng rồi, gần 40 năm. Cái này phải 20 năm. 35 năm. Giờ đây tao chết 13 tuổi mà. 35 năm à. Cái đây phải chăm ngờ mới làm được, cho con nghiệp dư đâu làm được. Nghiệp dư thì làm. Nghiệp dư thì không quen đâu. Nghiệp dư thì làm thôi kiểu. Không bơ đồ hết. Xấu hết. Xấu không? Đây mà có bánh tét mà chứ còn nhìn vô là thịt tại vì câu người ta gọi là trăm hen bạc quen tay. Cái ngờ mình đã thường làm rồi, thường ngày rồi. Thì thường thì mình chỉ có còn chuyện bánh nhau. Này mai mốt ngày Tết hay ngày Tết mình làm gì? Tết thì làm bánh lớn. Bánh lớn nữa cho người ta, cho người ta mua đặt kia họ cúng mâm cổ. Giờ lên mâm bánh cổ. Chứ giờ đây thì thường mà làm mình xế. Làm cái nát cũng nhanh gọn. Rồi đó, rồi đây thì có thành phẩm một cái qua bánh. Này là chồng. Này mình nấu bao nhiêu tiếng đồng hồ? 4 tiếng đồng hồ phải không? Cho ba chồng là có 3 bánh đây nhỏ có 3 tiếng. Bánh nhỏ 3 tiếng. 3 tiếng đồng hồ. Ta hâm bằng gì? Hầm bằng than. Hầm bằng than. Hầm bằng than thì hơi tốn nhiều. Cứ bán là thêm là chín là cậu cũng không có gì nữa. Dạ. Xin chào quý vị. Cái nồi bánh chưng mình đã gói 200 bánh. Giờ mình đang hấp hiện giờ là 3 tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Giờ mình rửa ra xem thử này. Đang hấp. Giờ mới vừa lên đang hấp à. Mới đưa đang nhúm lò lên. Đang hấp khoảng 3 tiếng rưỡi là sẽ nồi bánh nó chín mềm mà đang nấu giờ hiện giờ là sữa đang gói bánh nậm. Giờ bánh nậm này gồm có nguyên liệu là vật liệu gì chú Thiêm Tám? Nay thì
làm đậu xanh với thịt với gia vị đầy đủ. Đây là đây cái nâu đây đúng không? Nâu đây, đây là nâu nhân, đây là nhân đậu xanh. Còn dào thì xê. Đây là bò lân giáo cùng gia vị. Bột và ngâm rồi xê gạo ngâm, xê ra bột. Bột bắt lên nồi sáo ra nhiều công đoạn, nhập công lắm. Rồi sáo phần nhân. Giờ nhân đưa ra. Nhân thì tàu xem nữa. Coi như cái bột này mình cũng nêm nêm gia vị đúng không? Có gia vị. Gia vị vô năm ngon cái bánh. Ngon cái bánh. Vừa mày ăn. Cái bánh này nếu mà mình sáng mà buổi sáng mình ăn chừng năm cái thì quá no. Quá no. Thì bánh nằm này ăn ngon. Đi làm việc được mà 4 tiếng. Bánh nằm này là dùng để ăn với lại đâm cúng đâm đồ à đúng không? Đâm giỗ. Đâm giỗ đâm đồ. Cúng đâm hiếu đâm giỗ gì cũng đâm giỗ. Đây là đây đâm đây bột này. Đó, quy trình làm cái bánh đấy là này. Cái công thức làm cái trong đây là chú Thím la nhà trồng hay là mua hay là đâu có lá mua qua bên chợ thì qua mua mua như một lượt lá đây khoảng bao nhiêu tiền mẫu lồng mua là khoảng 250.000 từ lá 250.000 mình gói được ba độ ba được ba bánh ba bữa ba ngày ba ngày như vậy là mình muốn làm cho được ra cái bánh và phục vụ cho nhân dân và mọi người thì cũng phải sắm sửa mua các cái nguyên liệu sạch đẹp giờ đó mà mình chuẩn bị cho công đoạn làm ra cái bánh ra thành bấm được thì cũng rất là nhiều công đoạn và cũng phải là bỏ vốn ra và công sức vậy giờ gia đình của chú Thím được mấy người con? Dạ, gia đình được 6 người con, hai vợ chồng là 8. Nói chung là hồi giờ bà hai vợ chồng cũng có bánh nậm rồi có bánh chân bán nhưng mà cách làm của gia đình là làm bài bán sạch sẽ, hợp vệ sinh. Không có làm ấu tả mà không có làm nói chung là trước đây đài truyền hình không có quay một lần rồi. Bên mấy chị em ở đài BTV nó cũng có quay một lần rồi. Lúc đó là đang có bánh tét vào dịp Tết. Năm 2016 là đài truyền hình thành phố Tuy Hòa mình có đến nó quay. Bây giờ nó cũng có nói lên vấn đề là cách nấu bánh, cách làm bánh. Làm bánh quy trình làm cho một cái bánh quy trình làm bánh thì nói chung cái người đây vợ chồng làm đây cũng có bánh làm đâu cũng làm chỉ có dẻo thôi. Nhưng 30 năm lắm làm cũng 30 năm nhưng mà cũng nhờ cái chịu khó mình làm như thế này cũng có tiền nuôi con ăn học nói chung là tạm ổn cuộc sống được giờ có còn cháu nha đang học theo học không rồi mấy đứa ra có vợ chồng có nơi có chỗ hết rồi ổn định hết rồi ổn định hết rồi có thằng cháu Út vừa rồi là nó cứ vợ cho vợ chồng nó đi làm ở trong Bình Dương cũng có nha nhưng mà vợ chồng nó không có đứa con 3 tuổi đâu giờ vợ chồng lo làm nữa sinh nhai trong tương gia và làm kiếm tích lũy được chút đỉnh nữa lúc làm không được đúng rồi chứ mà hồi giờ làm nuôi con hết đâu giờ làm được có dưỡng gia gia đồ ăn ít bữa rồi ra đi nữa tích lũy sao đặt cái miếng như giữa cổ dính người ta cái miếng đấy mục đích đỡ ra nó không có cháy bọt ra ấy. Nó không có chảy bọt ra không có mình nấu mình chất vô là có lúc mình nấu nóng quá là nó sẽ chảy bọt ra cho nên phải có cái miếng ở giữa cho nên cái bánh này là phải hai người làm bánh này lúc nào cũng bánh bột phải hai người bánh nậm này là một người dứt bọt một người gói đúng như vậy thôi chứ không mà không có người gói nó tồn lên rồi người gói thì không có người lấy bọt ra lấy gì gói cho nên cứng bọt nữa đây cũng như bên té phải hai người làm công việc phải công đoạn phải hai người điều tì cho nên cũng là vất vả lên
lắm, cho nên câu người ta gọi là không có mấy anh vẫn ngồi không ai đem phần giúp cho. Chú Thím phải ra công làm mới có đấu tranh cho cuộc sống. Nhưng mà cái bánh này là theo cái ngờ chứ ít người làm lắm, cũng hiếm, mình hiếm là khu mình là chỉ đây là gia đình này ngờ truyền thống, theo cái ngờ truyền thống chứ. Nuôi con ăn học nên trưởng thành cũng như gây bánh hoặc là gánh hàng rong đỡ làm đỡ mưu sinh cuộc sống hàng ngày. Thì mình bé muốn làm cái bánh. Đây, muốn cái bánh này bây giờ thì mà một muỗng. Một muỗng mình dùng một muỗng đúng không? Dùng một muỗng. Một muỗng rồi đờn ra. Nó muỗng lưng một muỗng một muỗng đờn ra, đờn ra cho nhân lên tràn đều trên mặt bằng của cái bánh. Thì ăn vô cảm thấy là nơi nào có nhưng mà cảm giác là ngon. Ăn nó nhị miệng mà thấy ngon lắm. Cái bánh này là mình kết hợp với mắm đúng không? Làm chân mắm rồi chấm. Làm mắm bén rồi đó. Làm chân mắm chấm bén. Nó còn nước chấm nữa. Còn nước chấm bén chậm nước chấm ấy. Nó ngon mà bánh vừa ngon mà vừa có nước chấm ngon nữa. Là nó sẽ đẹp miệng. Quy trình tạo ra một cái miếng bánh này á. Quy trình nó phải có nước mắm rồi mắm nó mới ra được cái thành phẩm. Một đêm mình làm bao nhiêu cái ra? Một đêm mình làm như hai người. Cỡ trăm mấy cái à? Trăm rưỡi không? Trăm rưỡi. Trăm rưỡi cái. Thế là một ngày mình bán nay giờ mình nấu xong sáng mình bán sớm bằng hai là nấu mình nấu chứ mình bán được 2,000 cái cho mấy. Nhưng mà ý là giờ mình nấu là ngày mai mình mới bán chứ. Sáng là có thể bỏ chợ người ta lấy ta bán lại hay là mình ngồi bán liền? Không có bán đâu. Lễ mình bán chứ bỏ chứ ăn không. Mình giờ bỏ mình giờ bán lễ luôn. Đây là bánh này là bánh bè bánh nậm. Ở mình là kêu bánh nậm người ta. Ở ngoài kia ta kêu bánh lá. Mỗi dùng mỗi lá nhiều. Mỗi dùng mỗi chỗ. Không mà tính ra cái bánh này đâu có lá nhiều đâu. Cái bánh mà cái bánh bên chân ha bên ấy đâu lá bao nhiêu. Đây có một lá. Đây có một lá, đây mỏng mềm này. Cái này là dùng trong đám giỗ hay giỗ thường hay ăn là cái bánh nậm đây là đúng ra cái đám giỗ là hồi xưa cha mẹ mình ấy là khi đám giỗ là cả sớm tới chúc nhau người ta gói đúng rồi nhưng mà đây rồi. Mình chỉ làm cái ngôi chuyên nghiệp cho nên chỉ còn hai vợ chồng thôi đúng không có còn phải muộn sớm tới như đám giỗ bên đám giỗ là kêu cả lai tới có bên ít bánh nậm nữa giỗ chị em đến đỡ phụ gói rồi nấu vớt ra lọt rồi đỡ ngồi dâng lên cúng xong rồi đưa ra thưởng thức. Mà nay người ta làm biếu. Nói về cái cách làm bánh nậm thì bánh nậm là bột thì mình đỡ vô mình trải đều mà không nên làm dày quá thì nó dơ rất là dơ mà làm mỏng quá thì nó cũng dính ra không? Dính đó. Phải một lượng vừa đủ mà đúng không? Là mức độ vừa đủ là nó ngon thôi. Chứ mà dày quá thì nó bột không mà nó dơ. Vậy là sau khi đến thăm nhà chú Thím nhà thầu chú Thím Tâm Lượng là biết được cái quy trình làm bánh nha đó quy trình làm bánh nói chung là sạch sẽ tự nhiên nói chung là không có một cái chất hóa chất hay là một cái gì hết tất cả đều hoàn toàn là sạch đó thì anh em nào mà coi thích ăn bánh mà bánh nậm bánh ít bánh nậm bánh chưng thì comment liên hệ với chú Tám ở khu khu 2 ở phường Phú Đông thành phố Tuy Hòa Phú Yên đây là chị trong giao trong nội thành này cho ngoại thành bên sông vận động đây là chị trong nội thành thôi nha chứ còn ngoại thành là không ấy được.